Chiều ngày 1 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Nipet ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Buổi tập diễn ra dưới điều kiện thời tiết nắng nóng khoảng 40 độ và diễn ra vào lúc 15 giờ. Trong những trở ngại khá lớn ở buổi tập này thì cả cầu thủ nữ đã tích cực di chuyển, đẩy cao cường độ vận động